Vâng thưa các bạn quý vị Con này nếu các bạn lên Google tra có khi chưa Con này tra Google có chưa nhỉ Mình không biết được nhưng mà bên Hoàng Hà Mobile đưa cho mình bảo là Ở nước ngoài người ta chưa mở hộp con này luôn Nghe gắt vãi Thế thì hôm nay thì mình sẽ mở hộp chiếc i7 Pro 2019 Mà có các bạn ba kỳ như là bên Relax và 3 kỳ vật vờ sẽ mở cho các bạn xem Thì à, hiện tại thì sản phẩm này chưa có giá nhưng mà bạn biết là con Y9 này mức giá tầm khoảng 4 5 triệu thì con này mình nghĩ sẽ mức giá cũng sẽ quay quẩn ở khoảng 3 đến 4 triệu đồng thôi. Đấy là mình đoán thế chứ còn đúng hay không thì các bạn hãy truy cập vào link tại bên dưới Hoàng Hà Mobile để mà tham khảo thêm nhé Bởi vì sản phẩm sắp về rồi. Trong hộp thì chúng ta sẽ có máy. Đây là hộp sách hướng dẫn, dẫn sử dụng và chúng ta sẽ có một cái ốc cao su, cáp micro USB và cục sạc thế thôi. Nó không có phụ kiện gì nữa đâu. Tất nhiên các máy giá rẻ thì đều như này. Và đây là chiếc i7 2019 của mình Nó có một cái mặt lưng thiết kế giống con i9 Và con i9 là một con mình đánh giá cao Bởi vì là nó có một cái cấu hình tốt Camera chụp đẹp, pin rất khỏe, máy mát Vậy thì con này điểm đầu tiên là chúng ta thấy màu đen Và mình không thích màu đen Nói thể các bạn là mình thích những cái màu nó sẵn sủa là một chút vào Huawei hay làm những cái màu này nhưng không sao con này mình mượn cái hoàng hà đấy mình cái màu đen nó đen như kiểu là nó đen hơn cả da hàng trung anh nữa và phía sau sẽ cụm camera kép cũng có khả năng chụp chân xóa phông à, đèn flash à, logo AI và logo của Huawei mà sau này thì không có cảm biến vân tay ồ đúng rồi đây thiếu sót đầu tiên của nó là không có cảm biến vân tay và ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình wow như vậy là chiếc smartphone này đang sử dụng là màn hình dạng giọt nước giống như là chiếc Mate 20 các bạn ạ và màn hình giọt nước này phía trước cũng có camera selfie thông số rất là ok nha các bạn nữ này có thể thích chụp hình tự sướng À, một đèn thông báo trạng thái ngay ở cái phần loa thoại được thiết kế rất là tinh tế viên màn hình xung quanh các bạn nhìn thấy đây và các bạn cũng nhìn luôn cả logo ở bên dưới nói chung là đây không phải là chiếc máy màn hình siêu móng và trong tầm giá này chúng ta đang có một thiết kế giọt nước màn hình của nó chỉ có độ phân giải là HD cộng cho các bạn nhé không được full HD cộng đâu ngay khi mình mở màn hình lên thì mình phải thốt lên what the hell màn hình xấu vãi à hóa ra Huawei mới làm lại bộ theme mới các bạn ạ và mình không hiểu là cái ông nào thiết kế cái bộ theme này Huawei nếu mà mình mà mua lại Huawei thì mình sẽ sa thải ông này đầu tiên. Cái bộ icon làm cho cái màn hình trở nên nó siêu tệ bởi vì sao? Cắt gan màu của nó được làm rất là mờ nhạt, các cái bộ icon trở nên nó thiếu sức sống. Nói chung là mình đã ban đầu đánh giá hơi sai lầm một chút về cái chất lượng màn hình của máy bởi vì một cái bộ icon và cái hình nền hoàn toàn không hợp lý và khi mà mình có xem cái ứng dụng bên trong thì nó rất là ổn áp bình thường nó không bị xấu quá nói chung là về chất lượng ta sẽ đánh giá thêm nhưng với cái màn hình HD cộng này thì mình nghĩ là không phải điểm mạnh nhưng hiện tại thì máy đang sử dụng con chip là Snapdragon các bạn nó không sử dụng con chip Kirin nữa rồi mà đây là con chip Snapdragon 450 3 GB chúng ta sẽ có 32 GB bộ nhớ trong máy chạy trên phiên bản Android 8.1 như vậy đây là một chiếc máy của Huawei mà chạy con chip Snapdragon với con chip 450 ở phân khúc giá này cũng có khá khá các sản phẩm sử dụng 450 cho chúng ta thì được cái GPU tương thích game ổn định ổn áp hơn và không cần phải công nghệ GPU Turbo và và về camera thì xe máy có những gì? Trong camera thì mọi người sẽ có đầy đủ các chế độ chụp hình mà đã rất là nổi trội của Huawei Có quay video, ở đương nhiên là nó phải có quay video rồi Có chế độ chụp ảnh khẩu độ này, rồi các chế độ chụp hình khác Ở đây thì mọi người sẽ có thấu kính AR à, Chế độ chuyên nghiệp ở đây thì chúng ta có thể chỉnh được được ISO, EV, cân bằng trắng Tốc độ màn trập của nó cũng có thể lên tới tận là 8 giây Và về khả năng quay phim thì tất nhiên nó chỉ dừng ở độ phân giải là Full HD mà thôi chứ nó không thể cao hơn như vậy đây là bài chia sẻ nhanh các bạn một chút và mẫu hộp cái phiên bản chính hãng được bán ra. Thì bên dưới chúng ta sẽ có cửa sạp micro lo ngoài mic thoại. Bên trên sẽ có giá cắm thanh nghe 3,5 mm. Bên cạnh trái là khai cắm sim hãy nhớ và bên cạnh phải là phím nguồn cũng như tăng giảm lượng. Nó bằng nhựa các bạn ạ. Mình vừa kiểm tra bằng răng rồi như vậy đây là bài mở hộp vậy các bạn nghĩ sao về chiếc máy này nó dự đoán khoảng bao tiền bởi vì chưa có giá nên mình cũng không dám thể khẳng định được là nó có tốt hay không trong tầm tiền các bạn nhé nên mọi người phải truy cập vào link bên dưới để xem hoàng hà mobile họ sắp tới cho con này giá bao tiền và các bạn hãy comment cho mình biết thêm hẹn gặp lại anh em cho các vị sau có biết nước ngoài có thật là người ta chưa mở hộp con này không Việt Nam ăn cắp ở đâu ra nhỉ